dùng tam ai cả sa đại biên chầm non chương thả sai chầm vặn nề ca phê khai đại riệp riêng đòi ear mình trí ban mình chia ông pi rachana sầm quan mình ti san sóc nong rọ bọc cam bị chia thập tay miền mình ti san sóc pram prophet nơi nong thân nụ cứ thân nặng tiệp chương kế cứ hai tham mình ti chlop khum và tòa mò miền nơi sóc cứ nong đầm bón cứ miền mình ti san sóc sóc nong đầm bón rì ai nơi nong phu một phía miền mình ti san sóc phu một phía nâng nơi thân nặng chương kế bằng óc cứ mình ti san sóc so mà phê muối đại chia mình ti san sóc thắt nơi nong thân nặng mà chầm chầm phu mình ti san sóc trong rồi đại lộ mê thế vi ca phía cái đây bàn được là chia mình ti san sóc thân nặng sóc thật nơi nông sọc rồi liệp ỉa khét cầm bông chanang đóm bón xa môi phu mập hiệp và chậm ai cả xa để bẹp bọn nâng mình ti xa nó sọc trong chú đối đại giá hạ mê tử vi ban lực là ứng cứ nơi nông bịa xa na xong khoác tang thầm mấy hai xâm rách đòi ông chùm nông chùm rẻ tờ la ca cầm bù tha chìa khoác tang thầm mấy đúng giá hạ bệ nha nơi tài tha chìa khoác tang đà miên nơi nông xâm nông rương rồi chào vì prua ai cả xa đi sẽ hạ bệ nhà thuộc ban khơi cả lo một buổi khen nặng đài hơi mình ti san sóc trong trôi nấy sẽ hạ mấy tỷ ban lực lớn mình ai cho chị ôp cách tha vì rốt chôn căng cái yêu hạt đôi ra chạm vì yết tha thì ca rồi bỏ o vô tỏ có tại miền trai nên không biết tra môi nên cho bắp o vô tỏ có ban lời ai cả xa ti pi vẹt po nặng ai cả xa ông pi pro vót rút sam sập môi nè chấm phu ai cả xa đây pi pro vót rút nè đôi đại sa hạ mê tê vi ban sa na lao nơi khăn ông xâm nông rương mình thay em phó tăng thầm ấy ai trợ ban ông chùm nông chùm rẻ tờ la ca khẩm phu tờ tùa dọc nê sa hạ bệ nhà nơi tay bà can chùm ho đọ đại thả chia phó tăng đại biên hơn xâm nông rương vì bố ai cả xa phó tăng chùm nôn bay tầm bò bài bà nâng vật chức khẩm yên nơi khăn ông xâm nông rương bà con mên hai sa hạ bệ nhà mình miên ở vây phép áo nô tê chùm phu ai cả xa phó tăng chùm nôn bay tầm bò bài bà nê đại hai thả sa hạ bệ nhà thu lọc bàn đăng ruột hai ông pi khlâm xa đại thả chôn chọt chọt căng gây yếu hạ đốt chia bật thiên mình ti xong là sọc xo mà phầy muối riêp chăm chăm lai xa rập hiếp ai miên cả bẹp bọn chạc gây chúc lì phán đảm bay thơ ca bó xâm ạt nạ lơ miên bol bót đừng nuôn chia đừng xôn xén nạ cao mà quạp miên hó mòm náy hai chắn bón xâm lắp coi thuôn vòn vết hô nấm nâng chầm na thả vi trao lại mọt đôi biên nơi nóng cầm nót hết do chầm lại đôi nơi chầm phù mục sa hạ cho cầm sơm kết nâng ca bị phía xa đánh đau nơi chầm phù mục ong chùm nôm chùm rẻ xa la nâng bông rùi hại đại nơi trong cầu ní sa hạ bệ nhà xông thưa ca cọt xông qua nở vây đài mê thờ vi ca bia cái đấy đôi đại bàn lực lăng nơi sao mà nà ca sẽ là đồng bông chung ông chùm nông chùm rèo tức là ca cầm phù loại bàn chiếc thả nơi đồng nạ ca sao mà nà ca nơi tháng ngày tì mùi thay mê xa cho năm bì bòn bùa nâng cứ nơi bê đài là xa hạ bê nhà xua tha ta lục mê tử vi ca bê cái đấy và chăng nâng dược tha thì ca đài lực tì lục mê tử vi ca bê cái đấy bàn chá lai tha ọt bà chăng tì và lược nhầm lược tăng bì sao mà nà ca bà thòm nhóm lực này cứ còn tại trong ai tòa là ca bị trả đó ná hồi chỉ trong cây lúc mê tử vi bằng chạy tha mình bà chăng nâng dụt tha thị ca tê nơi bê đi cứ nơi chăm phùa mốc ông chùm nông chùm rẻ tòa là ca cầm phú lúc mê tử vi miền chết tà ná lực lăng vinh nâu dụt tha thị ca bọc cù đòi xâm an tha đốt mình sát nơi khăn ông trong dụt tha thị ca rồi bỏ ô vô tòa có tê hồi xa nào xong mọi đó lên chân chọp chào càng kẻ yêu hoại đột cả lực lăng được chứ nè miền phía tuy khí nìa rồi viên khlâm xa nơi mệt ra 8 sắp bẩm bốn nâng mệt ra 8 sắp bẩm bẩm nây vị thiên tây khăn ông rồi bỏ ô vô tò cò đại viên khlâm xa nơi vị thiên 8 bốn miền trai anh thả anh nhạc tạc cắm đại tiệm tương nâng dụt tha thịt ca ca rùm lốt bẩn năng ở nhà nâng mô cập hiếp nít tê vị thi rồi lực lăng nập bê sao vana ca bạc thòm bao mần đôi chân tế bẩn ai tạc tùa dọc bàn lời phó tăng bằng thêm đại phó tăng bằng thêm đi trời miên tùm nẹ tùm nông đại phí tuol chỉ mùi nâng ca xâm an hết phó chạy lẹ đại ông chùm nông chùm rẻ xa la nằm bông bàn lượng đối chân đây chẳng phó tăng bằng thêm
đại sát mê tử vi ca bia đại đốt bản đạn nơi ông chấm nôm chủ đại sa la lập bóng đại bàn lực lang dọc bọc bị phía xa mình bàn lực dọc bị phía xa nó cứ miền tại khám xa để phò tăng mà thay mà bỏ sát mê tử vi ca bia đại đại miền nơi khăn ông sầm nôm rương ở hời hời phò tăng mà thay đại mê tử vi ca bia đại bàn lực lang đi sát bia nhà nơi sa sầm ngoài ông chấm nôm chủ đại sa la ca cầm pool để ta bạn để sai trao hỏi xong oi ông chúng nôn ra từ là ca cầm pu sầm rạch giật tha thì ca bọc cồn chân chọc trao càng để yêu hạt đôi cứ sát nơi khăn ông giật tha thì ca rồi bỏ o bỏ tỏ có tại miền trai nơi khăn ông biệt ta bui này sẽ bắp o bỏ tỏ có chỉ bui khi nên đang đái ở nhóm sông bằng hai ông chúng nôn chúng ra từ là ca cầm pu à vậy đây là mê thì ca cặp sầm qua rồi bỏ sạ về nhà bên đi cứ việc bẹp quan từ nâng prote chả rắc là ngay tìm mui khai mê xa năm pi pon bốn trăng tầm po đập bay nằng đập buôn cứ mê tử vi cà pê cái đấy quạt bàn sao vàng chút ba nơi khăn ông prate chả đắc ni cứ quạt mình to ba om pi yết tha thì cà bọc cồn tê cứ co to ba tay cầm cầm một toan năm pon rồi rồi ha sắp cầm mui tay mình nọ ni chia prate chả đắc đây từ là cà bàn cắt ra nơi sao bàn cà nơi là cà nằm bông chỉ trong cào ấy đời mê thì vì cà phê cái đấy đôi bàn bọ sài thà đôi mình trôn thật nong giật thà thì cà rồi bỏ vô tỏ có hai mình tì son sọc so mà phê mùi miền thanh nam được cầm mà mình tì son sọc đủ tiền bật tiền chia bị xe mình tì son sọc trong trôi đại mê thì vì bàn được láng đại chỉ hết nong mà miền cà đỏ lên đôi cà bọ sài rồi bỏ sạ mê thì vì cà phê cái đấy càng cái yêu hạt đôi sạ về nhà mình ai để tôi cho bàn lại hải sông oi ong chum nôm chum rẻ tala cà cầm pu mẹ ta bắt đi sát bằng đăng xa tốc rồi bằng mê thì vi cả mê đây chào chị xa bằng chào xong ạc quân được hợp lý nhà anh đã chết mình ấy ở thai em thế thế bà mê xong chơi Hạ bệ nhà anh đã chết bàn ọt mình tế lục bà thiên ở bên này bà ọt miền sầm nô tế ọt miền vây bằng thai em tế xôm chờ cầm bài ca miền sầm nô xù tự kháng về nhá xôm chừng Chakram. The co-prosecutors. Saha Prenya. We need some assistance from Khnyom Somoy Lok Srei Chui Bantech Tala Karnay Ni. Taken up by the defense. Dai Lit Pea Pon Da Nang Ka Lek Lang Rabah Metavi Ka Pea Kaday. That the senior leaders of the Democratic Mê đặc nôm chọn khu phu nây rô bò càng bụi chìa bụi chìa thập tái nâng nẹ đặc tố khó trơ khu bòm phót nây rô bò nô cú tái miên ca chọp bẹp bòn kìa bàn nây thà viê mần ai bành chạy đạch đời lại bì chanh bì kìa nây tì mô đặc hàn rô bò mê tử vi ca bìa kì đấy bàn lước lang thà đá bàn đằng xa túc mần mên chìa chút mần nẹ nông chùm náu chôn đại tổ tù khó trời phù bằng phót nụ tì. Được chứ nè, xô mọi lúc Andrew Kelly rưu có lúc xe rây chia liêng bình chạy chui bình chạy tà lưu chùm nội nâng bàn đại rưu tế. Xôm ọc quân, hay xâm nua đại lúc chạc rộng màn lượng lăng đi. Chia xâm nua mùi đại kết thà về miền xã lạ xâm khăn chăm phùa ở dốt thà thị ca bậc côl. สหประชาสมเถกาชลายในสำนวนนี่คือติมวยโดยสหประชาโยเคินทาในขนมเมตรามวยในฉบับสไดปิกาบังการอ้อยเมียนอ่องจุ่มนมจุ่มเรียบวิสมัยขนมตุลากากัมพูชีนั้นบานกัดไดอุกตะกัมได้บานประพฤติล่างขนมระยะไปกัมพูชีไปเชียร์ทับไตได้บานกำหนดฉบับอย่างเงินโกลงนองวินิชัยโตเหมือนปีกรมคือทำมันเนาะมือกรอมคือเชียเมดักนอมจอนกู้นั่งมือกรอมเตี้ยเนี่ยได้แต่ตัวคอตรายกูหอมพอดโดยชนะสหเปรียญยุลเคินท้าขนองกะตรงไหนดิในขนองสมนอมเรืองดิสหเปรียญสมดาวโยแต่
មួយក្រុមទេគឺក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវគូបំផុតមកបកស្រាយហើយនឹងប្រើទៅលើឆន្ទានុសិទ្ធរបស់សហប្រជាញាក្នុងការចោលប្រកាន់ហើយក៏វាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិដែរដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា40ដូច្នេះសហប្រជាញាសូមប្រើនៅឆន្ទានុសិទ្ធនេះដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនៅជាធម្មមាន តាមនីតិវិធីច្បាប់សហប្រជាញាណនឹងអាចវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងដែលប្រមូលបាននៅដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបឋមហើយដើម្បីចង្អុលជនសង្ស័យនៅសម្រាប់ឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះសហប្រជាញាណនឹងក្រោយពីការប្រមូលនៅភស្តុតាងនានាសហប្រជាញាបានកំណត់នៅគោលដៅមួយដែលគិតថាជនសង្ស័យឬក៏ជនជាប់ចោតដូចនេះស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគួរបំផុត ដែលលើផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនៅជាធរមាននេះដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការពាក់ព័ន្ធអំពីឆន្ទានុសិទ្ធនេះហើយនឹងការហេតុមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាសហប្រញ្ញាក៏ដូចជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានការឯកភាពគ្នាទៅលើលក្ខណៈពិសេសឬយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធក្នុងការចោទប្រកាន់ដូចទៅលើជនសង្ស័យនេះ បើសិនជាចក្រមអាចឲ្យខ្ញុំបកស្រាយបានខ្ញុំត្រូវការពេលប្រហែលជាអាច8នាទីខ្ញុំអាចបកស្រាយជូនអំពីបញ្ហានេះលម្អិតចាសសូមអរគុណ ចក្រម ខ្ញុំ សូមសួរខាងសហប្រញ្ញាឡើងវិញថាតើសេចក្តីច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអវតកបានចែងអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីរដ្ឋភាពដូច្នេះប្រសិនបើខាងសហប្រញ្ញា លើកឡើងថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនេះគឺវាតតែប្រភេទនឹងរួមគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយការតើការទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីរដ្ឋភាពនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទនេះតែមួយឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ 1975 នោះ ខ្ញុំមិញដោយសារខ្ញុំមានការឆ្លើយវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកស្រាយទៅលើអ្វីដែលសហប្រញ្ញាមានការមំណងក្នុងការបកស្រាយទៅលើសំណួរដែលចក្រមបានសួរនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2011នេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះគឺសហប្រញ្ញាគឺមិនថាមិនមានចំណងចាំបាច់ត្រូវតែទាំងពីរនោះទេ វាអាចក្នុងមួយចំនួនមួយផ្នែកក្រុមទីមួយថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏បុគ្គលណាមួយស្ថិតនៅក្នុងអ្នកទទួលខុសត្រូវគួរបំផុតដូច្នេះវាមិនអាចទំនាក់ទំនងវាត្រូវតែជាប់គ្នានោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសូមបកស្រាយនៅសំណួរដែលថាជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងករណីនេះហើយបង្ហាញជូននៅឆន្ទានុសិទ្ធ នឹងឯកសារអង្គហេតុដែលជាច្រើនដែលសហប្រញ្ញាបានប្រើដើម្បីចំណាត់ថ្នាក់ដូចឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងក្របខណ្ឌមន្ទីរស-21នៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកនឹងគឺសហប្រញ្ញាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ហើយថានៅអ្វីដែលយើងបានពិនិត្យទៅតាមភស្តុតាងនិងច្បាប់ជាធរមាននោះដូចស្ថិតនៅក្នុងអ្នកទទួលខុសត្រូវគួរបំផុត សហប្រញ្ញាប្រើឆន្ទានុសិទ្ធក្នុងការចោទប្រកាន់នេះដោយសារឌុចក្នុងប្រភេទមួយគោលដៅនៃជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវគួរបំផុតហើយដោយសារមានអង្គហេតុជាក់លាក់ជាច្រើននេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅអ្វីដែលសហប្រញ្ញានឹងហេតុផលដែលថាហេតុអីបានយើងចាត់ទុកថាឌុចស្ថិតនៅក្នុងអ្នកទទួលខុសត្រូវគួរបំផុតតើលោកចក្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបកស្រាយអំពីចំណុចនៃហេតុផលនៃការចោទប្រកាន់និងការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធនេះដែរអត់ បាទសូមអញ្ជើញដូច្នេះសហប្រញ្ញាយល់ឃើញថា
ដោយនឹងពិតជាបានប្រព្រឹត្តនបោកកតកម្មជាច្រើននៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃមន្ទីរស-21ក្នុងនាមជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខនេះនៅក្នុងកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីបើកការស៊ើបសួរដោយដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់សហប្រញ្ញាផ្អែកទៅលើកត្តា 2ខែក្នុងការជ្រើសរើសជនសង្ស័យដាក់ឲ្យបើកការស៊ើបសួរនេះជាគោលការណ៍គ្រឹះសហប្រញ្ញាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅស្មារតីនៃមេត្រា 1នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងស្មារតីនៃបុព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិមហាសន្និបាតទទួលស្គាល់ការព្រួយបារម្ភពេញច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការបង្រួបបង្រួមជាតិស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការចោទប្រកាន់ដូចនៅក្នុងនៃការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរនោះគឺសហប្រញ្ញាបានកំណត់ថាជនសង្ស័យដូចក្នុងឋានៈជាប្រធានមន្ទីរស-21ដែលជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមជ្ឈិមហើយស្ថិតក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងលំដាប់ ក្នុងចំណោមរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនានារបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តឆន្ទាលិសិទ្ធដូចគ្នាដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសហប្រញ្ញាបានពិចារណាលើអំពីកលៈទេសៈពិសេសដែលបទល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅទីកន្លែងដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនេះតាំងនៅហើយដែលការចោទប្រកាន់នោះមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនយោបាយសង្គម ជាមួយគ្នានឹងដែរសហប្រញ្ញាក៏បានពិចារណាអំពីទស្សនៈរបស់អតីតរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការអន្តរជាតិនានាដូចជាតុលាការពិសេសនៅសម្រាប់ប្រទេសសេរីលីអូនបានទទួលស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថានៅភាពចាំបាច់ក្នុងការពិចារណាដល់វិសាលភាពនៃការចោទប្រកាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនយោបាយហើយការចោទប្រកាន់នេះមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិ សន្តិភាពក្នុងប្រទេសឡាវក្រៅពីការសម្រេចបើកការឲ្យស៊ើបសួរតាមរយៈនៃការបញ្ជូនឬឲ្យស៊ើបសួរដោយពិចារណាលើបុព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះរដ្ឋសំទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះសហប្រញ្ញាក៏បានពិចារណាផងដែរថាអំពីខ្លឹមសារនៃមេត្រា 1 នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលនៅក្នុងមេត្រា 1នៃច្បាប់នេះមិនបានតម្រូវឲ្យសហប្រញ្ញាធ្វើការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំងអស់នោះទេជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលលើកឡើងដោយសហមេធាវីគឺមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខ195នោះប្រសិនបើមានយុត្តាធិការលើប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21 ក៏ត្រូវមានយុត្តាធិការទៅលើប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខទាំងអស់នោះដែរការលើកឡើងនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាមន្ទីរសន្តិសុខដែលសហមេធាវីការពារក្តីបានលើកដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុករលាប្រៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងហើយស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគប្រចាំត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អចិន្ត្រៃយ៍ភូមិភាគ ដែលយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈិមបកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយផ្ទុយទៅវិញមន្ទីរសន្តិសុខស-21ជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងជុំវិញមន្ទីរមជ្ឈិមហើយត្រូវគណៈមជ្ឈិមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈមជ្ឈិមខាងលើដូច្នេះយុត្តាធិការដូចត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អវតកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានឡើយ ចំណុចមួយដែរគឺការសម្រេចយកដូចឲ្យស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការនៃច្បាប់អវតកសហប្រញ្ញាមិនគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើយុត្តាសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិទេដូចមួយចំនួនទៀតនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ដូចជានៅអំពីតួនាទីអំពីសិទ្ធិអំណាចជាក់ស្ដែងរបស់ជនជាប់ចោតដូចហើយដំណើរការនៃការប្រតិបត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោតដោយផ្អែកនឹងមានផ្នែកជាច្រើនជាពិសេសផ្នែកសួរចម្លើយនឹងការនឹងសម្លាប់
nâng ai cái xa phó tăng mà sao tốt cho chân. Chỉ bị xếp này xua chấm lại nâng xâm lập ai cái xa này miền nơi giải xa bệnh nhà mà nạ chỗ nó không xâm đồng rương hói. Còn tại tôi từ bên xa bệnh tử vi ca bia cất đây mình bàn rõ khơi nâng ai cái xa phó tăng chạy lẹ nà môi. Đại mà sao tốt ổng bì mình tì xong là sốc trong chú rồi nụ tì. Mùi tiết ở cô ca này ca cho bà ca đòi bà chăn tiền được sức này, rồi bà xa hạ bình nhá, cả bì xa mà ở đây này cho bà bò tò có bộc bà tha này kết bồn bình nâng ạ nụ sạc tiện tồn nâng ca bà chà rà nà rồi bà ạ tay tạ rọt ở nhà rồi bà tò la ca ổn rạ chiết xa ra lì ổn. Có miền cô ca mùi xa riêng khi nền đi đáy đại bà đó làm nạch đó là xa hạ bình nhá rư gặp bình nhá khổng ca xâm rách cho bà căn rư mình cho bà căn. Đội đàm miên chay nên khổng mệt ra sai sắp này krom nị tê vị thi bồn một tuần này bệnh kia là chạy Campuchia. Đại chay nhàng chấp bác ông bì sức này ca cho bà căn mình cho bà căn nơi khổng đại ca mình chung rương ở xếp xưa rồi bỏ xa hạ bình nhá. Ông bì dốt tha thì ca đốt đại sắt nơi khổng xa mặt tạch rồi bỏ ô bò tò con nô. Có miên ca dô lô sọp nì ở viên xa hạ bình nhá xa hạ chạy krom xương kết hay nâng ông chùm nôm chùm rẻ xa là nằm bộng này. Đại xa mình tòa bì bình nhá bàn phương ca bao xương kê bật thông mơ. Xa hạ bình nhá bàn xâm rạch chứa rửa dọc chùm song say chùm nôm pram rụp nơi khăn ông tam rỉa đại ca mình chùm rương ôi xếp xua rồi bò xa hạ bình nhá. Hay chùm bộ ông hẹt đôi đàm miên chay nhông đại ca mình chùm rương ôi xếp xua. Kral bì bàn xếp xua ở rỉa bê mùi chân nằm, chiêng mùi chân nằm, ngay tìm bầm bầy khai xây hạ chân nằm bì bòn bầm bầy nâng. Xa hạ chạc krom xơm kết nâng bàn chân đại ca mình chung rương từ chùm nôm nhùm rẻ. Đói bàn chạc tục tha tụ bầy dịch đốt mình men chìa mê đặc nòm choan phuông nây rộp bò bà chìa bà chìa thập tay gạt đói. Có đốt nâng ai trợ chạc tục chìa chô chìa bọc hết nây nẹ tà tùa khó trời khu hồng phọt đài. Nây ủ kratta căm đại bàn cả là. Đói xa đốt nâng miên sứt. Đói ca áng rộp bò xa hạ chạc krom xơm kết đốt miên sứt nâng ẩm nà chạc hai cây bò có chia bờ thiên này mình tì xòn xọc xòn phải muối hai mình tì ní trời cướp cơn toa đòi cái nạn cam ca mà chăm bạc này bạc cùng đi cam chia đôi khi hiện nay có ăn chấm nấm giờ ra sala đập bông có vô sọp vô muối nang cà vi đập lại rồi bò xả hạ cho cầm sừng kết đòi vô khơi thà chôn chọc cháo càng cái yêu hạt đôi cứ sắt nong vô thà đi ca rồi bò ô vô to co chia lẽ cái nạn bọc cồn nong thà nạn chia lẽ cái tua co trời cuồng phớt. Trong bộ cất lạc cam đại bàn cát lăng nơi nông cầm lông cho năm chất sắp rãm đó cho năm chất sắp bồn. Cả dù khơi nâng ca sầm rách rồi bỏ xa hạ cho cọm xương kết. Nâng ông chùm nôm chùm rẻ xa ra nằm bồn nâng chôn chọc cháu càng kết yêu hạt đốt. Chỉ nét đây là tua khó trời của một phút hai sạch nơi cọm dù thả đi ca rồi bỏ ô bò tỏ cò. Nhi chìa ca sầm rách môi sọp tên nâng chăn tiên ở sứt. Đại ca sầm rách nì mình chọc cả tập bạc cách chìa mùi nâng đại ca sân thân mà chung rương ở xếp xua rồi bỏ bệnh nhà tế nên chìa ca hẹt phát ông hẹt chạy sáng nâng ông chấp bắp đại giá bệnh nhà chìa rương nâng cầm nọt thà đôi thật nơi khăn ông dụt thà đại ca rồi bỏ bỏ tỏ có ruông tiếng ca bình dụ ông bì ông hẹt chạy sáng chìa mùi thế nâng đại ca xong xô bỏ thân ông. Anh chương xôm lục cho cọp nông của chi nên xôm lục xôm chương. I have one question to Chak Rom Novoji, Yom Min Sumnu Mui Sudakan Kang Sapriya. Both parties have been Piki Tang Pi Ban Luk Lang Dang Dao Pi Pi Sa Ampi Metra Pi Nichibab Sudai Ampi Kabang Kat Ovo Toko Piapon Tan Nang Me Dak Nom John Kapu Nang 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 Chun Tatu Kotu Chun Tang Lai Dato Kotu Kapu Mampot. Luchna Nhóm xôm xua tới kháng xã phía nhà ông bì gà dô khơi rô bọc luôn tẹo tôn tờ nâng biết tàng nì thả ta viết chìa lạc khăn dụt ta thì cá đài rưu tế đài đầm râu ai miên ca bình nứt dụt ta thì cá nì làng huynh rư có viết biệt bây chẳng ổn cư còn tài chìa bọt đặt thàn biệt này nuông rư có bọt đặt thàn này nuông mũi khăn nông cà pra chăn tiên ổn sứt ở bọt hạ vỉa nhá khăn nông cà chọt bật căn tài bởi nó. Xô mong cơm.
សូមអរគុណលោកចក្រមឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅមេត្រា២នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាយុទ្ធាធិការទេតែជាការមួយដែលយើងពិនិត្យទៅលើសមត្ថកិច្ចហើយក្នុងការប្រឆាំងទានឫសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសក្នុងការចោទប្រកាន់ សូមអញ្ជើញលោកស្រីចៅក្រមមីឡាតចៅក្រមមីឡាលោកស្រីជាលៀងបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរខ្ញុំរួចហើយឆាប់រីញ៉ាសូលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយដោយសង្ខេបហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅនឹងសំណួរដែលលើកឡើងដោយលោកចៅក្រមចៃយ៉ាសិង្ហាថាតើខ្លួនឃ្លា មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នឹងជន់ទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវបំផុតនោះគឺវាជាពាក្យភ្ជាប់គ្នាឬក៏ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយសង្ខេបហើយខ្ញុំគាំទ្រយល់ស្របជាមួយនឹងខាងសហប្រជាជាតិប្រសិនបើខ្ញុំអាចចង្អុលយោងទៅលើកថាខណ្ឌ 27នឹងកថាខណ្ឌមេដវីការពារក្តីនៅក្នុងគំនិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះយើងនឹងយល់ឃើញថា ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងឆ្នាំ 1999 បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមានជនពីរប្រភេទដែលត្រូវតែធ្វើការចោទប្រកាន់ទីមួយគឺអ្នកដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទៅលើការរំលោភឲ្យមានអំពើខុសឃើញនេះយើងឃើញមានការដេញដោល នៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបានពន្យល់អំពីមេត្រា២នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ក្រោយពីមានការពិភាក្សាគ្នារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យឆាប់រញ្ញាធ្វើការចោទប្រកាន់ជនពីរប្រភេទទី១គឺអ្នកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលមានតួនាទីហើយប្រភេទទី២ អ្នកដែលមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទេប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហើយចាត់ទុកថាជាជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកលោកស្រីចៅក្រមនឹងពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់និងលើកឡើងអំបញ្ញមិញសូមអរគុណ យើងអត់មានសំណួរបន្តទៅទៀតទេហើយអញ្ចឹងសូមសម្រាកសិនយើងសម្រាកកន្លះម៉ោងឬម៉ោង3:30យើងចូលវិញហើយសូមខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារអញ្ជើញជនជាប់ចោទទៅសម្រាកសិនហើយម៉ោង3:30ចូលមកវិញសូមអញ្ជើញក្រោបចូល